Như thường lệ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một làng gốm của người Chăm, là một trong những làng gốm cổ xưa nhất ở Đông Nam Á. Làng gốm này nằm ở Ninh Thuận thuộc tỉnh Phan Rang. Đây cũng là làng gốm duy nhất còn lại của Việt Nam mà người dân chế tác gốm hoàn toàn bằng tay. Thanh Điền muốn nói đến làng gốm Bào Trúc. Bào Trúc là một ngôi làng nhỏ với khoảng 400 hộ dân và có đến 85% người dân ở nơi đây làm nghề gốm truyền thống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tên gọi của làng gốm Bào Trúc. Nguyên gốc từ tiếng Champa thì làng này có tên là Palay Hamochuk, có nghĩa là làng trũng, nhô ra ở cuối triền sông. Và đất sét dùng để làm gốm ở đây thì thường được lấy ở bờ sông Quao, trộn với lại cát trắng và sau đó thì làm nên rất nhiều những cái vật dụng mà cho đến nay vẫn nổi tiếng với làng gốm này. Thân thầy có hỏi chuyện những người trưởng lão ở trong làng thì được biết là theo truyền thuyết, nghề gốm ở nơi đây do vợ chồng của ông Bột Long Chanh truyền lại cho những người phụ nữ ở trong làng và được người dân duy trì cho đến ngày nay. Và để tưởng nhớ đến công lao của tổ nghiệp thì người dân đã lập đền thờ của vợ chồng ông Bột Long Chanh ngay trong làng và tế lễ vào mỗi dịp lễ KT hàng năm. Và Điền có biết là điểm đặc biệt ở đây là gì không? Ở làng Bào Trúc thì tất cả các thợ làm gốm đều là phụ nữ và họ không tạo hình làm gốm của mình dựa trên cái bàn xoay giống như là ở những vùng miền khác làm, mà những cái hoa văn ở trên những bình gốm đó thì thường được làm bởi những cái vật dụng rất là đơn giản, ví dụ như là một cái bánh xe đồ chơi thôi, một chiếc lá rơi cũng có thể làm tạo hình được rồi, vỏ ốc, vỏ sò hay là kể một cái que gậy thôi cũng có thể tạo hình cho cái vỏ gốm được. Và cái kỹ thuật nung gốm của người dân ở làng Bào Trúc thì cũng khá là lạ, nó tạo nên những cái sản phẩm vô cùng độc đáo. Đó là thay vì người ta sẽ bỏ cái sản phẩm gốm vào trong lò và nung như là ở những khu vực khác, thì người dân ở đây nung gốm lộ thiên với cách đơn giản nhất là chất rơm và củi xung quanh sản phẩm rồi đốt lên. Cái cách tạo màu gốm cũng rất lạ đó Điền. Những sản phẩm sau khi đã đưa vào lò khoảng 2 tiếng thì được đưa ra và phun màu vào, sau đó lại đưa tiếp tục vào lò. Và màu để phun vào những cái vỏ gốm đó cũng là những cái vật liệu từ thiên nhiên, ví dụ như là những cái quả dông hay là trái thị lấy ở trên rừng. Cách tạo màu này thì đã làm nên một cái gam màu sắc rất là đặc trưng của nền văn hóa Champa cổ, như là màu vàng đỏ, vàng hồng hay là màu xám, màu đen. Và chất lượng của những sản phẩm gốm Bào Trúc cũng rất là được coi trọng. Sau khi mà nung xong gốm và trước khi xuất đi thì những già làng giàu kinh nghiệm sẽ kiểm tra chất lượng và loại bỏ những sản phẩm không đạt được tiêu chuẩn. Và gốm Bào Trúc đã theo những chuyến xe theo khách du lịch có mặt khắp mọi nơi trong và ngoài nước và tạo nên một cái dòng văn hóa rất là đặc biệt, đặc trưng cho văn hóa vùng miền của vùng đất này.